Một hộp tôm sấy muối ớt 200g mà giá tận 350k. Thì liệu giá có quá đắt? Tôm sấy muối ớt một hộp 300g mà giá tận 350.000. Tôi thấy quảng cáo trên TikTok nhiều quá nên đặt thử cho mọi người. Nhận được cái hộp tôm thì nó sẽ lưng lưng giống vậy nè mọi người. Có siêu đắm lại vào phần nắp bên trong cái hũ này luôn nha. Trọng lượng của hũ, coi kỹ lại thông tin đó thì nó sẽ là 200g cho 350 cành nha mọi người. Thiệt sự là cũng hết hộp với cái giá này luôn á. Mà mình đổ ra nha mọi người. Đầu tiên là mùi tôm nó thơm nha. Một con, hai con, ba con, 4, 5, 6, 7. Đoạn này là tôi đang đếm ở trong này có bao nhiêu con tôm á. Tại 200g thì được sấy ra thì tôi đếm tổng cộng là xương xương là gần trên dưới 40 con nha. Con tôm này là nó không có đầu, nó chỉ có mình thôi và được chẻ ra ở giữa rồi nha, là được lấy cái chỉ ở giữa tôm luôn. Cầm con tôm lên á thì rất là đầm tay nha mọi người, kiểu như nó chắc thịt đó mấy bà ơi nè. Nhìn cái miếng tôm nè mọi người, phải gọi là tôm sấy dẻo nên nó rất là săn lợi nha. Rồi được nêm nếm với lại muối ớt nữa, ăn rất là lạ miệng luôn. Cái món này là lai rai đúng bài luôn. Nhưng mà thiệt sự là mỗi con tôm này á, tính xương xương ra thì trung bình là tầm 5.000 một con nha. Ăn vào ấy có vị cay nhẹ nha, thơm thơm của muối ớt. Thật ra tôm được lột nhưng mà lột cái phần vỏ phía sau thì vẫn còn nha, nên mình ăn mình phải vẫn phải lột xỏ cái phần này ra để ăn được cái phần thịt bên trong luôn. Là cái khô sấy này là nằm giữa tôm khô với lại tôm tươi á mọi người, nó không có cứng như là tôm khô nhưng mà nó dẻo hơn là tôm tươi. Mà theo mọi người thì nhiêu đây mà giá là 350 thì ok lao.